chào anh ạ. À, Nghi Bình có biết hôm nay cô đến để làm gì không? Dạ cô đến để giúp Nghi Bình thực hiện ước mơ. Vậy thì ước mơ của mình là gì? Ước mơ của mình là được hóa trang thành nhân vật cosplay ạ. Thế thì đầu tiên mình phải hiểu cosplay có nghĩa là gì ạ? Giống như là một cách cải trang cho mình giống nhân vật ấy để mình xem mình thích mình hiểu cái nhân vật ấy rồi ạ. Sắc ra là một cô gái rất là lụp chụp, nói chung là không có cẩn thận lắm, nhưng mà cô gái này là chủ nhân của các thẻ bài. Vậy thì mình thấy là mình giống điểm gì nhất đối với cô gái ấy? Nghi Bình hay lụp chụp giống cô gái ấy ạ. Lụp chụp hậu đậu tự nhận luôn hả? Tức là cũng vì cô ấy có sức mạnh và vừa cô ấy hậu đậu giống như mình đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ tìm hiểu và thực hiện ước mơ của mình nhé. Trời ơi, con chưa bao giờ tới đây. Từ từ. Cái con xỉu quá à. Hơi bị đông, bị hấp dẫn. Hai bộ đồ quá hình thật đây đang mặc đẹp. Ngày hôm nay thì Thùy Trang đã đưa bé Nghi Bình đến với lễ hội cosplay. Ở đây thì chúng ta có thể tận mắt được nhìn thấy những nhân vật bước ra từ truyện tranh, từ hoạt hình này. Và nãy giờ thì Thùy Trang thấy là bé rất là háo hức, vì ở đây không chỉ có những nhân vật hoạt hình mà có những cái shop bán đồ lưu niệm này, cũng như những cửa hàng ăn này. Và cô bé của chúng ta đã chạy mất tiêu rồi, nhiệm vụ Thùy Trang phải chạy theo bé đây. Mọi người rất là hạnh phúc khi mà được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Thường thường thì có những thứ cơ bản sau: đồ costume, là costume tác giả, thường họ gọi là wig, make up là trang điểm. Còn quan trọng nữa là len. Thường thường thì trong các anime và manga, thường là mắt thường họ rất là to và thường được vẽ một cách rất là đặc biệt. Bởi vậy thường họ có len chuyên dụng để nhận đặc điểm của từng trang một. Mình đam mê, mình thích nhân vật đó, thì mình muốn trở thành một nhân vật đó trong khoảng cách nào đó. Sakura kìa cô. Vậy những phụ kiện mà cô đang mang là cái gì ạ? Cánh im, cánh im, đầu im, ngũ im, ngăn im. Có Kiro. Tổng chi phí cô mua hết những cái thứ này để cô may là bao nhiêu tiền ạ? Nhưng mà mua sẵn thì một bộ của mình chắc là khoảng 1 triệu tới 1 triệu 2. Bộ mà dạng cầu kỳ hơn thì chắc phải thêm một chút. Way. Bây giờ sao, con có muốn hóa thân giống như cô không? Nhưng mà con có tiền không? Cách nào? Đi bàn không vui nữa. Khác hẳn với tâm trạng háo hức như lúc ban đầu khi được vào lễ hội cosplay từ một cái cô bé rất hồn nhiên nhí nhảnh và hào hứng với tất cả mọi nhân vật ở trong đó, thì khi mà Thùy Trang đưa ra một cái gợi ý là làm thế nào để con có thể có một cái số tiền để hóa thân thành một cô gái Sakura giống như nhân vật mà con yêu thích, thì đột nhiên là tâm trạng ấy trùng hẳn xuống. Hôm nay cô đã đưa Nghi Bình đến một lễ hội cosplay và được chụp hình, được giao lưu với các anh chị ở đây rồi đúng không? Thì thôi, coi như là mình dừng lại ước mơ ở đây nhá. Được không? Con chưa được hát kèo mà. Cô có biết người nào có thể giúp con không ạ? Con thấy cậu rất là đẹp. Rồi. Em chào chị ạ. Con tên là Nghi Bình. Ước mơ của con là một nhân vật cosplay. Nhưng bây giờ con cần là cần kiếm thêm tiền để mua được bộ đồ đó. Con nhờ cô chỉ giúp con những cách làm những
chắc con bật mặt nạ sẽ đỏ. Rồi, cô tin là con sẽ có thể làm được. Có các bạn ở đây, các bạn cũng, mặc dù là các bạn bị khiếm thị nhưng mà các bạn cũng có làm được bằng chính sức của các bạn. Thì cô tin là con cũng sẽ làm được với sức của con, với khả năng của con. Rồi, các anh chị chào em. Em Nghi Bình, em tên là Nghi Bình ha. Dạ. Rồi. Có gì ta sẽ lấy hạt. Đầu tiên mình sẽ cho là 5 hạt mà, 5 hạt vô. Mình thử nhớ lại coi mình hoàn thành cái này là mất thời gian bao lâu ta? Nửa tiếng xong một cái. Thì liệu là cái sản phẩm này ở đây mình bán bao nhiêu một cái hả Phúc? Dạ khoảng 7.000 một cái. 7.000 một cái. Có đồng ý là sẽ làm một tháng trời. Dụ như là sau khi mình học xong mình lên đây mình làm, hoặc là mình mang về nhà mình làm. Dạ. Được không? Được không? Nghe Bình quyết tâm để làm được 200 quả trân châu đó. Cảm ơn anh chị. Rồi, thế bây giờ nói thật với cô hiệp sĩ đi, là mình có cảm thấy là làm 200 cái quả cầu đấy thì nó sẽ quá sức với mình không? Dạ có. Nhưng mà mình có quyết tâm không? Dạ có. Và nhận thấy được cái sự quyết tâm của Nghi Bình á, thì cô đã dành cho Nghi Bình một bất ngờ. Quan điểm của gia đình đó thì rất là ủng hộ bé và rất là khuyến khích những cái sở thích, những cái ước mơ của bé. Nhưng mà ở gia đình là không thể nào lúc nào cũng chịu theo ý của bé được. Có những cái sẽ phân tích cho bé hiểu. Sao mà đi thực hiện ước mơ đến đâu rồi con? Dạ con không có ấy làm Sakura được. Mệt không? Thấy chưa, con thấy không, để con làm được một cái việc ước mơ của con thì con phải có đầu tư vào công sức của con. Con phải làm những cái việc để ra sản phẩm như các anh chị ở đây, đúng chưa? Các anh chị đã phải nỗ lực rất là nhiều để làm nên cái điều đó. Vậy thì bây giờ con phải cố gắng để mà thực hiện tốt những cái điều đó. Thì ngược lại thì ba mẹ sẽ có thời gian để làm việc, để lao động, đúng không? Thì lúc đó ba mẹ sẽ có đủ tiền để mà giúp cho con cái thực hiện ước mơ của con nó nhanh hơn, đúng chưa? Vậy thì bây giờ ba sẽ với mẹ đồng ý là sẽ ủng hộ con để thực hiện cái ước mơ của con sớm nhất. Rồi, ủng hộ mình nha, ủng hộ mình nha. Và Nghi Bình của chúng ta đang rất là xúc động khi nghe ba mẹ răn dạy, ghi nhận được sự cố gắng của bạn ấy. Thì ba mẹ đã quyết định là hỗ trợ tiền để bạn ấy có thể may được bộ đồ Sakura. Chúng ta cùng chúc mừng bạn ấy nhé. Nhân danh chủ nhân của các em và đã ra lệnh cho nhà ngươi biến thân. Các mẹ không luôn luôn tin tưởng rằng nó hứa.